Vâng, kính chào quý vị và các bạn, những người yêu âm thanh, âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị thân mến, ở clip hôm nay Tị Audio thực hiện mở nội thất với một cặp loa được đánh giá nổi tiếng của Mỹ. Đây là một dòng loa khủng long bạo chúa mà ở clip trước Tị Audio đã giới thiệu đến quý vị và các bạn về hình thức ngoại thất của cặp loa này. Và ở clip hôm nay Tị Audio sẽ tiến hành mở bên trong để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem để đánh giá về dòng sản phẩm, về chất lượng cũng như về hình thức đẹp xấu của cặp loa này. Vậy mọi nhu cầu về mua sắm những dòng của Mỹ, những dòng cao cấp, những dòng trung bình và những các dòng cục đẩy cao cấp, xin hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn cũng như cung cấp về hình ảnh. Và quý vị thân mến, những cặp loa này hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều. Hàng tốt có, hàng xấu có, hàng đẹp có, hàng đã sửa chữa có, hàng bờ có và hàng bãi có. Vì vậy nên lâu nay Tị Audio cũng không hay về những cặp loa này, bởi vì hàng nó nhộn nhạo nên nó gây đến sự mất uy tín cũng như mang tiếng về những sản phẩm. Vì vậy nên Tị Audio không hay về. Tuy nhiên những dòng sản phẩm này để đảm bảo đẹp, zin đúng chuẩn của bãi từ Mỹ về, thì những quý vị nào có nhu cầu đặt Tị Audio thì Tị Audio sẽ siêu tầm, khi có hàng Tị Audio sẽ nhập về để cung cấp đến cho quý vị và các bạn. Và dòng loa này nó được thiết kế với 3 đường tiếng. Vâng, với một loa bát 50. Một loa bát 50 với model. Vâng, với model JBL 2241G đánh với trở kháng 4 ô. Vâng, đây là hình thức nguyên vẹn nguyên thủy. Và cặp loa này đẹp, đánh giá nội thất cũng như ngoại thất đẹp trên 90%. Vâng, và nó được kết thúc với một loa chung. Một loa chung 25cm. Côn của loa chung này chắc chắn là 75. Với model 2123H. Và cùng với một loa chép với model 2417H. Tất cả cấu hình của cặp loa này, từ bát, chung, chép, từ màng cho đến côn, còn xịn 100% và đẹp. Và giá của sản phẩm này nó cũng không hề rẻ. Nếu quý vị nào muốn một cặp zin chuẩn như thế này thì nó cũng không hề rẻ. Và nếu quý vị nào chưa tìm hiểu sâu về những dòng sản phẩm này mà mang cặp loa này để so với những nơi khác thì sẽ không mua được loa đẹp và zin như thế này. Vâng, đây là loa chép. Vâng, và đây là loa chung. Và đây là loa bát. Vâng, Tị Audio để một chiếc ngửa và một chiếc úp để quý vị chúng ta xem được cả phía trước và phía sau. Những quý vị nào đã sở hữu những cặp loa này chắc chắn nó rất xứng đáng. Vâng, đây là chiếc bát thứ hai. Và đây là nội thất bên trong của cặp loa này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và đánh giá. Vâng, đây là một bộ phân tần. Một bộ phân tần cũng còn rất mới. Và cặp loa này cũng còn mùi rất thơm. Nếu quý vị để trong căn nhà nhất định nó sẽ thơm ngát ra nhà mình luôn. Chưa dứt,
Vâng, chiếc bát bên này thì tí audio để ngửa cũng không cần phải nhấc trong thùng ra, bởi vì chắc chắn là nó đẹp như nhau. Đây là bông tiêu âm của cặp thùng này. Vâng, tiêu âm của thùng này. Đây là cái lỗ thông hơi để nhìn bên trong. Và đây là cái ngăn của loa chung, nó cũng được đẹp y như bên kia. Cặp này nói chung hai cái đẹp như nhau. Và chiếc bát này thì thực ra mà nói thì tí audio cũng đã tháo hết rồi, nhưng mà nó còn một chiếc ốc ở đây nó hơi khó tháo, vì vậy nên tí audio sẽ không tháo nó, không lấy nó ra nữa. Nhưng nhìn như thế này cũng đã biết là nó đẹp rồi, không cần thiết phải tháo ra đâu. Chỉ tháo một chiếc cộng với những loa chung, loa chép để quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và đánh giá về dòng sản phẩm này, về hình thức đẹp của nó thôi. Vâng, dòng loa chung này thì nó được lắp với nhện màng màu đen. Quý vị lưu ý nhện màu đen. Vâng, mọi nhu cầu về mua sắm, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại đã nói trên. Và bây giờ Tị Audio xin được dừng clip tại đây. Cuối clip, quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi kênh của Tị Audio, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị hàng của Mỹ, chuyên sưu tầm những cặp loa đẹp cũng như những chiếc cục đẩy còn đảm bảo chất lượng hàng bãi, đẹp zin từ 80% trở lên để cung cấp đến cho quý vị và các bạn.